Ok, và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. Vịt ơi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả một cái video nữa trong các bản cập nhật mới nhất của Mini World này. Hôm nọ bạn nào đã xem video của mình rồi thì biết là sau lưng của mình đang có một cái đôi cánh. Mình tạm gọi là đôi cánh rắn chúa bởi vì tên của nó đầy đủ sẽ là The Wing of the Snake God, tức là đôi cánh của rắn chúa. Mình không biết là khi mà nó về Việt Nam nó sẽ đổi tên thành cái gì, nhưng mà đại loại là mình đang ở chơi ở server test, là server thử nghiệm dành cho những YouTuber, dành cho những cái người mà review game, nên là các bạn có thể có cơ hội được thấy trước từ ngày hôm qua rồi. Bạn nào chưa xem thì nhớ xem lại cái video đấy để biết cách làm sao để sở hữu, chế tạo một cách chi tiết nhất để có được cái cánh này trong cái chế độ chơi sinh tồn nha. Và hôm nay thì như lời đã được hứa ngày hôm qua, mình sẽ làm cho bạn một cái video làm sao để gọi là thuần phục được cái bầy khỉ. Ok, thì cái bầy khỉ này thực ra là nó sẽ xuất hiện ở trong khu vực nhiệt đới và nó sẽ là một trong những cái cập nhật mới nhất của Mini World. Nhưng có những cái điều gì hay ho, thú vị xoay quanh bầy khỉ này thì các bạn nhớ xem từ đầu đến cuối video clip này. Nhớ cho mình một like này, một subscribe, bên cạnh đấy thì nhớ vào cái chuông và chuông bấm thông báo tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một cái video mỗi khi mình ra mắt luôn nha anh em ơi. Còn bây giờ thì chúng ta không chần chừ thêm nữa, đi tìm khỉ thôi nào. Ok, rồi bây giờ thì đầu tiên là các bạn phải nhớ này, cái bầy khỉ ấy, nó sẽ chỉ xuất hiện ở trong cái biome là rừng rậm nhiệt đới thôi. Cái rừng rậm nhiệt đới này thì trong video ngày hôm qua mình đã làm rồi, là cái video hướng dẫn cách triệu hồi bot. Bạn nào chưa xem thì nhớ coi lại nha. Và khi mà các bạn vào trong khu rừng nhiệt đới thì cái thứ đầu tiên mà các bạn cần phải sở hữu đấy chính là các bạn phải có cho mình ít nhất là một cái cưa, hoặc là các bạn không có cưa cũng được, nhưng mà nói chung là đại loại là phải tìm được cái cây chuối này các bạn ạ. Bởi vì cái cây chuối nó sẽ là cái thứ mà giúp cho các bạn có thể dụ dỗ được cái bầy khỉ này, bởi vì khỉ thì thích ăn chuối đúng không? Mình nghĩ rằng các bạn, kể cả bạn học sinh tiểu học thì cũng biết là khỉ thích ăn chuối từ đó đến giờ rồi, không có gì lạ lẫm với việc này nữa. Nên là trong game thì cũng vẫn vậy thôi, khỉ rất thích ăn chuối đó, nên các bạn phải đi tìm cái cây chuối này, sau đó có thể chặt luôn cái cây này, mang cái mầm kiểu cái cây chuối này là cái banana tree trunk, tức là khối cây chuối này về nhà tự trồng ở nhà để có thể thu hoạch thêm nhiều chuối hơn. Nhưng mà nhớ cho mình một điều này là các bạn hãy nhớ chuẩn bị tối thiểu là 5 trái chuối, hoặc nếu có thể thì các bạn mang càng nhiều chuối càng tốt, bởi vì là cái bầy khỉ này á, nó sẽ không phải con nào mà các bạn cứ cho nó một quả chuối là nó sẽ theo bạn ngay đâu, mà nó còn gọi là hên xui, nhân phẩm nữa, xem bạn có đẹp trai không, hoặc nếu mà mặt bạn thực sự rất là giống khỉ thì nó sẽ theo bạn luôn, hiểu không? Rồi, nên là nhưng mà mình thì cứ cẩn thận là mình sẽ mang theo 5 trái chuối. Và tiếp theo nữa là làm thế nào để chúng ta có thể tìm được bầy khỉ này, thì mình khuyên các bạn là các bạn nên chế tạo cái móc gọi là cái móc, đây gọi gì đây, cái móc kéo à? Đại loại là cái móc kéo này để các bạn có thể leo trèo di chuyển giữa các cành cây tốt hơn, bởi vì cái bầy khỉ này á nó rất là khó tìm, nó sẽ thường xuất hiện ở trên các cái đỉnh của ngọn cây, hoặc lâu lâu thì chúng nó cũng có thể xuất hiện ở bên dưới ngọn cây. Bây giờ mình sẽ thử đi tìm bầy khỉ trước nhá. Và lưu ý một chút này là trong quá trình các bạn đi tìm khỉ á, thì các bạn rất là dễ để gặp phù thủy ở trong rừng, nên là các bạn hãy nhớ là cầm theo cả vũ khí để chiến đấu với cả phù thủy khi mà chúng ta có việc cần nha. Ok, sau một lúc thì mình đi vòng quanh khu rừng này thì mình cũng đã bắt gặp một đàn khỉ rồi. Đây các bạn nhìn nào, những con khỉ trông rất là cute luôn, và đằng đuôi của chúng nó có quặp một trái chuối, nhưng mà mình vẫn không hiểu sao mình cho chúng nó chuối thì chúng nó vẫn theo mình, nhưng mà thôi đấy là logic của game, chúng ta không cần thiết phải hiểu cái điều đó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả bước thuần phục khỉ nha. Sau khi đi một vòng á thì mình cảm thấy mình rất là may mắn, bởi các bạn biết sao không? Các bạn hãy để ý này, bây giờ mình sẽ phân biệt cho các bạn là có hai loại khỉ. Một là cái con khỉ thường này, nó hình dáng của nó thì tất nhiên là nhìn con khỉ đấy các bạn nhận ra rồi. Đến giờ phút này mình nghĩ là không có bạn nào mà sẽ comment ở bên dưới với mình cái câu là anh ơi con khỉ trông nó như thế nào đâu, đúng không? Bởi vì con khỉ thì nó quá là dễ nhận biết rồi, và Mini World làm rất là cute. Thì khi mà các bạn gặp khỉ thì việc duy nhất bạn cần làm đấy chỉ là đơn giản là đưa cho nó trái chuối, và nếu như nó thích bạn và nó đồng ý bạn thì có thể nó sẽ chỉ thuần phục xong một trái thôi. Còn nếu mà đen đủi có thể bạn sẽ phải mất một số lượng chuối nhiều hơn nữa để có thể thuần phục được con khỉ này. Bây giờ mình sẽ thử thuần phục nó nhá. Ok, mình sẽ cho nó một trái này, mất một trái, hai trái, ba trái. Đậu xanh mày, từ từ, sao không được tha con khỉ này, mày nó hơi nhây đó. Ok, cho trái nữa này, 4 trái, 5 trái, 6 trái, 7 trái, 8 trái, 9 trái, 10 trái. Alo. Ok rồi, cuối cùng nó theo mình rồi. Mình mất được khoảng đâu đấy là 10 đến 15 trái. Chắc là tại mặt mình không giống khỉ lắm. Ok, không được đẹp trai lắm nên là nó không theo mình bạn ạ. Nhưng mà không sao, cuối cùng sau khoảng chục trái chuối thì nó cũng đã đồng ý rồi. Sau khi mà các bạn thuần phục được con khỉ này á thì sẽ có một cái lợi thế, đấy là con khỉ này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể mang vác được nhiều đồ hơn ở trong quá trình sinh tồn. Ví dụ như ở đây, mình thấy nó ở đây là có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 đồ, và chúng ta có thể đựng bất cứ một cái đồ nào mà chúng ta muốn để vào trong con khỉ này nha. Nó sẽ là một cái công cụ cực kỳ đắc lực để cho các bạn có thể gọi là đi sinh tồn một cách nó phiêu lưu hơn, tuyệt vời hơn, cũng như là mang vác được nhiều đồ theo hơn, nhất là những bạn nào mà đang có ý định là đi mine hay đi đào khoáng sản. Và sau khi mà chúng ta thu phục ạ thì con khỉ này nó sẽ tự động là đi theo chúng ta luôn, và nếu trong trường hợp mà các bạn dịch chuyển nó xa quá thì con khỉ này nó sẽ tự động là dịch chuyển theo các bạn luôn, nên các bạn yên tâm thoải mái mà đi sinh tồn mà không cần phải lo vấn đề là con khỉ nó bị lạc nha anh em. Khi mà chúng ta nuôi khỉ á, thì các bạn hãy để ý đến chúng nó một chút, bởi vì chúng nó chỉ là động vật thôi, nó giống như kiểu mà chúng ta nuôi con chó vậy, con chó sói á. Nếu mà nó đi theo mình mà nó bị gặp sự cố thì nó vẫn sẽ bị gây sát thương và mất máu như bình thường, nên là cố gắng là đi đâu thì đi là thi thoảng để ý đến chúng nó một chút, không chúng nó bị lạc đằng sau là sẽ dễ bị đâm vào bụi cây xương rồng này, bụi gai này, hoặc là nhảy xuống lava, nó sẽ bị mất máu. Nên là nhớ dắt theo nó là phải để ý nha, không chứ không phải là cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy là coi chừng khỉ đằng sau nó chết là coi như là chúng ta cũng mất đồ luôn nha anh em, nhớ cẩn thận nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với cả qua với mục 2, đấy là loài khỉ đặc biệt. Thì trong những cái con khỉ này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một chút, đấy là chúng ta sẽ có những cái con khỉ đặc biệt ở trong hoang dã. Nếu như mà các bạn gặp nó và vô tình mà các bạn thấy nó cầm một cái đồ vật quý giá trên tay thì chứng tỏ là các bạn rất là may đấy. Nãy nếu như bạn nào xem kỹ video á thì thấy cái chú khỉ đầu tiên mà mình thu phục ạ, là mình có đến tận 2 con khỉ đứng cạnh nhau và có một con khỉ cầm áo choàng. Nhưng mà nãy chắc là trong lúc mình đang thuần phục một con thì nó gọi là trốn lên cây mất một con rồi, nên là mình không tìm thấy nó nữa. Bây giờ mình sẽ thử cố gắng triệu hồi ra đây nha. Ui, có luôn à, một con khỉ cầm viên kim cương nè. Thì với cái con khỉ cầm viên kim cương này á, các bạn không thể nào mà thuần phục nó bằng chuối thường được. Các bạn cho chuối thường nè, nó không có ăn đâu, bởi vì con khỉ này rất là chảnh. Và các bạn bắt buộc phải sử dụng một cái loại nguyên liệu đặc biệt hơn, đấy là cái chuối, nhưng mà là quả chuối bằng vàng nha anh em. Một quả chuối bằng vàng, đây mình thử mình lấy cho nó. Đây, đây gọi là Stardust Banana, đây là quả chuối phát sáng. Và nếu như từ từ mình móc nó ra đi ai con. Dạ. Rồi, và nếu như các bạn đổi cho cái con khỉ cầm đồ này, cầm đồ trên tay bất kỳ một đồ gì, có thể là áo choàng này, xẻng này, cúp, kiếm hay là bờ lắp hay là cái gì đó, hay kể cả kim cương, chỉ cần các bạn cho nó một cái trái gọi là chuối bằng gọi là chuối phát sáng thôi, nó sẽ cho các bạn cái vật phẩm đó ngay. Và sau đó thì các bạn có thể thuần phục nó như bình thường, là con khỉ này nó sẽ thuộc về bạn. Ok. Rồi ok, mình sẽ thu phục hết thôi bầy khỉ này nhá, xem nó đi theo mình nào. Đi đây các con. Đây ạ. Thấy ạ. Nhìn nó cute vãi ở chuối luôn anh em. Bắt được mấy con khỉ này mang theo sau lưng thì chúng ta bắt càng nhiều, chúng ta sẽ càng có thêm nhiều ô đồ để chứa nha anh em. Rồi, bây giờ thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ đặt ra câu hỏi này là vậy làm sao để chúng ta có được một trái chuối màu vàng? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Cái cách để sở hữu trái chuối màu vàng thì rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ phải chờ vào một cái khung cảnh ban đêm, và sau đó thì các bạn sử dụng móc leo hoặc dây leo để các bạn có thể di chuyển giữa các cây. Nhớ là cái cây cao nha. Và các bạn hãy để ý là di chuyển không phải dưới đất mà là di chuyển trên ngọn của các cái cây này. Và các bạn có thể tìm thấy một cái gọi là cái nhìn những cái lùm cây nó phát sáng. Và ở trong những cái lùm cây phát sáng này nó sẽ xuất hiện ra một cái loại lá cây. Lá cây gọi là lá cây phát sáng. Và khi mà chúng ta lấy một công cụ bất kỳ để đập nó ra ấy, thì chúng ta sẽ thu thập được một cái loại nguyên liệu, đấy là bụi cây phát sáng nha anh em. Một cái loại gọi là Stardust, tức là bụi phát sáng ở trong những cái lá cây đặc biệt này. Hãy nhớ là đi tìm nó vào ban đêm nha. Rồi ok, thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta thu phục được mấy bầy khỉ này, cũng như là làm sao để chúng ta có thể tìm được chuối, cũng như là làm sao để chúng ta có thể tìm được bụi cây phát sáng để chúng ta có thể chế tạo ra chuối phát sáng để thuần phục những cái con khỉ đặc biệt. Ví dụ trong quá trình sinh tồn của bạn, biết đâu đấy bạn sẽ có thể có cơ hội tìm thấy một con khỉ đang cầm một cục kim cương như mình lúc nãy. Bây giờ mình sẽ thử triệu hồi ra rất nhiều khỉ nha. Mình sẽ thử triệu hồi ra rất nhiều khỉ để xem những con khỉ này có những con cầm gì. Đây, các bạn nhìn nào, có một con khỉ cầm trượng luôn nha anh em. Một con khỉ cầm trượng rất là quý giá luôn. Chỉ cần đổ cho nó một trái chuối phát sáng là chúng ta có khả năng để lụm được cái cây trượng này rồi. Các bạn thấy nó gọi là có tuyệt vời vãi cả chuối không anh em? Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, có rất là nhiều món đồ từ những chú khỉ này mà chúng ta có thể thu phục được. Nên hãy nhớ là trước khi đi bắt khỉ thì chuẩn bị thứ nhất là phải thật nhiều chuối này, để bắt được càng nhiều khỉ càng tốt. Thứ hai là nhớ đừng quên mang theo chuối phát sáng để chúng ta có thể có cơ may lụm được những cái đồ quý giá từ những cái con khỉ đặc biệt này ở trong các rừng cây sinh tồn diệt nhiệt đới của Mini World trong cái bản cập nhật sắp tới nha anh em. Và ok, có lẽ là video của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Hiện tại là mình đang bắt được quá nhiều khỉ rồi, và mình nghĩ rằng là cái số lượng chuối mà mình phải dành ra để nuôi cái đám khỉ này thì mình phải trồng cả một cái vườn chuối ở nhà. Tốt nhất bạn nào có ý định nuôi khỉ thì nên đi tìm cả chuối về nữa để gọi là trồng ở trong nhà để chúng ta có thể nuôi được cái bầy khỉ này, bởi vì chúng nó ăn gọi là khá là tốn chuối nếu như bạn nuôi nhiều khỉ đấy nhá. Ok, còn với các bạn có thích những cái chú khỉ con rất là cute mà cũng như là rất là hữu dụng của Mini World này không? Vừa có thể mang lại cho chúng ta đồ đạc quý giá khi mà chúng ta đổi chuối phát sáng cho nó, vừa có thể mang được đồ cho chúng ta ở trong sinh tồn, hoặc là dẫn theo để làm một cái chú pet nhìn trông rất là cute đúng không anh em? Hiện tại thì Mini World chưa ra tính năng gọi là dẫn theo thú nuôi. Ở đây là thú cưỡi thì có rồi nha, nhưng mà thú nuôi thì chưa có. Nên những bạn nào có thể nuôi chó này, nuôi gấu trúc hoặc là nuôi khỉ thì đây là một trong những sự lựa chọn mà mình tin chắc là rất là tuyệt vời của các bạn luôn. Còn với các bạn thì các bạn hãy thử so sánh xem chú khỉ này so với chú chó hay so với chú gấu tuyết thì con nào là con lợi hại nhất. Hãy để lại comment của bạn bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để chế tạo những cái cây trượng pháp thuật quyền năng ở trong Mini World nha. Bye bye.